các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Các trợ phương theo phương pháp thực dưỡng. 15. Đau thắt lưng. Một khúc xương rồng ba khía, thân láng, dài ba tấc cắt mỏng, 1 kg muối hột rang cho hết nổ, dùng lót giấy báo và lá chuối chồng lên lớp giấy báo vì rất nóng, độ muối đã rang lên lá chuối, sau cùng xếp lớp xương rồng cắt mỏng phủ lên lớp muối, lấy khăn lông phủ lên xương rồng, rồi nằm vùng đau lên khăn lông đã phủ xương rồng. Ha ha ha, 问什么的说。